Xin chào bạn, tôi sĩ Sóc Việt Đức đây. Người tắm là loại em vẫn tắm gội đầu thứ, nhưng mà loại là tránh nước vào cái chỗ vết thương ấy. Tại vì trong nước nhiều nó khi là nó có vi khuẩn. Ví dụ có cả trùng roi, trùng giếc nữa chứ. Mình vừa cắt bao quy đầu bằng máy cho một bệnh nhân nam 21 tuổi bạn ạ. Bạn ấy bao quy đầu hẹp và ngắn dây hãm. Đây bạn thấy là sau khi chúng tôi phẫu thuật cắt bao quy đầu bằng máy đây. Bạn thấy là cái tỷ lệ giữa da và niêm mạc rất là cân đối nhá. Đấy, thứ hai là cái dây hãm phía dưới đây các bạn này. Đấy, chỗ chảy máu rồi. Đấy, mình sửa cái dây hãm này các bạn thấy không? Đấy, nó rất là vừa vặn. Đấy, và vẫn còn cái nếp dây hãm rất là đẹp. Đấy, và nó thẳng tắp với cái dây đường đan phía dưới. Đau không em? Không. Không đau nào Được không? đúng không? Đấy, cắt xong thì nó sẽ hơi đau một tí đấy em ạ. Nó hết thuốc tê nó sẽ hơi đau một tí đấy nhá. Nó đau khoảng 1-2 tiếng nó hết rồi. Về nhà anh cũng thấy bệnh nhân thì gần như là ít khi có ai phải dùng cái thuốc giảm đau lắm. Chỉ có đau lúc hết thuốc tê thôi. Đấy thì mổ xong chờ một lúc em về thôi nhá. Được không?